Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong gian bếp của nhà mình nha. Bếp nhà chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn cho gia đình của chúng ta, nhưng vẫn đảm bảo cho việc ăn kiêng, keto, low carb hay là DASH nha các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để làm một món bánh, đó là bánh ngói hạnh nhân, phiên bản dành cho những người ăn kiêng. Đây là công thức của cô Annie Phan. Bởi vì cách đây một năm mình đã share cái công thức này trên tường nhà Facebook và bây giờ được Facebook nhắc lại và mình muốn làm cái món bánh này thì mình chuyển qua phiên bản dành cho những người ăn kiêng đó nha cả nhà. Và để làm món bánh này thì chúng ta cần có những nguyên liệu như sau. Chúng ta cần có 4 lòng trắng trứng gà, 100g hạt hạnh nhân thái lát, 75-80g đường ăn kiêng, 80g bơ, 1/8 muỗng cà phê muối, 1/8 muỗng cà phê tinh dầu hạnh nhân hay hoặc là vanilla, 1 muỗng cà phê sa thanh gum. Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu nha cả nhà. Trước tiên thì chúng ta làm tan chảy 80g bơ ở trong microwave nha. Kế đến thì chúng ta sẽ tách lòng trắng trứng gà ra. Và chúng ta sẽ cho 1/8 muỗng cà phê muối, 80g bơ tan chảy, 2/3 khắp đường ăn kiêng, có thể là tương đương là 80g nha cả nhà. Và cả nhà muốn ít ngọt chút xíu thì chúng ta sẽ hạ xuống 70 hay là 75g nha. Bởi vì khi ăn món bánh này ông xã mình nói là hơi ngọt một chút xíu. Và chúng ta cho vào máy đánh bông trứng lên. Chúng ta đánh độ khoảng 1 phút thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ cho 1 muỗng cà phê sa thanh gum vào. Và chúng ta sẽ tiếp tục đánh cho bông cứng lòng trắng trứng lên. Và sau khi lòng trắng trứng của chúng ta lại bắt đầu bông cứng như thế này cả nhà, thì chúng ta sẽ tiếp tục cho 1/8 muỗng tinh dầu hạt hạnh nhân. Cả nhà mình cũng có thể cho tinh dầu vanilla nhé. Chúng ta tiếp tục đánh cho đều cái tinh dầu hồi nãy chúng ta đã cho vào đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cân là 100g hạt hạnh nhân thái lát nha. Cả nhà mình có thể là mua cái hạt hạnh nhân nó đã được bóc cái vỏ màu nâu nha. Ở đây thì nhà mình có cái loại này thì mình làm cái loại này. Và đây là trứng chúng ta đã đánh bông cứng như thế này nè cả nhà. Và chúng ta sẽ dùng một cái muỗng cà phê để chúng ta múc ra từng phần nhỏ cái bánh như thế này. Và chúng ta dùng cái muỗng và chúng ta tán ra nha cả nhà. Cả nhà có thể lót giấy nến để chống dính. Còn ở đây thì mình có cái miếng silicon này nè, tại vì nó có những cái hình tròn ấy, là cho mình dễ canh cái khoảng cách luôn. Mình dùng cái muỗng mình tán đều ra như thế này nè cả nhà. Và chúng ta sẽ tiếp tục rắc những cái lát hạnh nhân lên. Cả nhà mình muốn ít hay nhiều thì tùy mình nha. Chúng ta sẽ nướng với nhiệt độ là 325 độ F. Và chúng ta nướng là khoảng từ 10 đến 15 phút tùy theo cái độ nóng của mỗi lò nha. Và chúng ta có thể dùng cái máy nướng bánh kẹp
chúng ta dặn nhiệt độ nhỏ nhất để chúng ta nướng cũng được đó nha cả nhà. Và đây nè, mình nướng ở cái mức nướng là số 1 đó. Và cả nhà lưu ý đặc biệt là chúng ta phải có những cái sẻng như thế này nè, để chúng ta lấy bánh ra cho dễ nha. Đây, mình nướng bằng cái máy nướng bánh kẹp đó. Và bây giờ chúng ta để, sau khi chúng ta bánh của chúng ta vàng thì chúng ta phải để hơi nguội một chút xíu nha cả nhà. Cái này là mình cũng hơi nôn á, nó phải hơi nguội một chút xíu thì mình lấy cái bánh mình nó mới được được đẹp nha. Thật sự là cái món bánh này mình chưa làm qua cái công thức bình thường luôn đó, mình chuyển đổi thẳng qua cái bánh dành cho người ăn kiêng luôn. Và đây, wow, món bánh của ta rất là hấp dẫn cả nhà ơi, bởi vì cái bánh nó giòn giòn tan luôn á, ăn rất là ngon. Cả nhà mình sẽ cùng trải nghiệm với mình với công thức món bánh này nha. Món này bánh này ăn là ghiền đó. Đây, đây là con gái của mình, bánh bé ăn rất là ngon nha. Thế là chúng ta đã hoàn thành thêm được một món bánh cho việc ăn kiêng của chúng ta. Quá dễ dàng phải không cả nhà? Cả nhà mình sẽ hãy cùng trải nghiệm và cho mình những cái đóng góp ý kiến nha. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn, đã đồng hành với mình qua là 140 mấy món ăn rồi đó. Cả nhà này mình nếu mà chưa đăng ký thì xin vui lòng nhấn đăng ký, bấm cái chuông kế bên cạnh để nhận được những cái món ăn kế tiếp của mình nha. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp lại cả nhà trong những món ăn kế tiếp nha. Và cả nhà ơi, cả nhà nếu có yêu thương cuộc sống của gia đình mình ở Mỹ thì xin vui lòng ghé thăm kênh YouTube của Mẹ Việt ở Mỹ. Nơi đây sẽ chia sẻ cuộc sống ở Mỹ của gia đình mình. Và đây là mình chưng yến chưng hạt sen nè, cho con gái và ông xã của mình nè. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở kênh YouTube Mẹ Việt ở Mỹ nha. Tạm biệt cả nhà.
What is that? Yeah. Bird's nest soup, really expensive. Oh wait, no, that's chair. No, it's Ian. Okay, that's Ian. Why is it chunky? Expensive bird nest soup. Oh. I'm gonna put the nut.